Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cũng là cái trường hợp này là có một số đơn vị theo dõi công nợ theo từng hóa đơn. Ở đây chúng ta sẽ đi vào cái phần à, mua hàng và thanh thanh toán theo từng hóa đơn cụ thể. Đấy, thế thì ở đây nó phục vụ cái mục đích gì? Cái phục vụ cái mục đích là chúng khi chúng ta thanh toán tiền đến nhà cung cấp thì các bạn phải biết rằng là chúng ta thực hiện cái việc thanh toán cụ thể cho từng hóa đơn chúng ta chuyển tiền cho các hàng Thì chúng ta ghi rõ là trả tiền cho hóa đơn nào Cái phiếu nhập lần nào Thế thì ở đây chúng ta sẽ vào cái phần này, này. Bình thường chúng ta thực hiện cái việc thu tiền ở đây nó dễ Các bạn vào đây lập phiếu thu nó là công nợ bình thường và nó cứ thu của đối tượng nó ra công nợ thôi Chứ không liên quan gì đến cái vấn đề là chúng ta À, theo dõi theo cụ thể của hóa đơn nào cả, nhưng nếu mà theo dõi công nợ theo từng hóa đơn. Cái phần này thì công nợ theo từng hóa đơn thì các bạn vào phần mua hàng chúng ta trả nhà cung cấp. Ở chỗ này các bạn sẽ biết là chúng ta chọn khi chúng ta lập một cái chứng từ chúng ta chọn thêm mới chứng từ. Cái hình thức thanh toán mà trả cho nhà cung cấp chúng ta lựa chọn cái việc là chúng ta trả bằng tiền mặt hay là chuyển khoản. Thường thì là chuyển khoản các bạn nhé cái giá trị đối với cái kinh doanh hàng hóa nó khá lớn chứ nó có con thì lâu mãi không giàu đúng không? À, chúng ta thường là sử dụng cái hình thức chuyển khoản đấy các bạn nhé. công ty dịch vụ viễn thông hà nội hay là công ty này chúng ta ví dụ cho cái đơn này chúng ta mua hàng của công ty đại thành này chúng ta chọn hóa đơn. thế thì đối với cái công ty đại thành này nó có hai cái hóa đơn phát sinh trong ngày 10 thế thì chúng ta trả tiền cho cái hóa đơn nào? ví dụ chúng ta trả tiền cho cái hóa đơn này chúng ta chọn đồng ý thì rõ ràng nó sẽ điền vào đây luôn cho các bạn số chúng ta trả thế nhưng mà trong trường hợp chúng ta lại không trả chừng này mà chúng ta trả ít hơn 70 triệu thôi thì chúng ta đánh vào đây là 70 triệu tức là cái phiếu ủy nhiệm chi của chúng ta là 70 triệu nên chúng ta chọn số tiền ở đây và tài khoản nợ đương nhiên là các bạn phải giảm trừ 31 cho người ta rồi đúng không và cái tài khoản 112 này các bạn phải chọn cái tài khoản tài khoản trả tiền đấy chúng ta chọn cái tài khoản này chuyển tiền đi từ ngân hàng này đối với 112 nếu các bạn không vào tên tài khoản trả tiền này, thì phần mềm sẽ không cho ghi sổ vẫn lưu chứng từ cho các bạn nhưng không ghi vào sổ tức là không không đưa vào trong sổ kế toán Nên chúng ta chọn lưu chứng từ thế là đã xong các bạn có thể xem qua cái báo cáo theo uh, phải trả theo uh, chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn các bạn nhé, nó nằm trong cái hệ thống này cũng có này, cái chi tiết công nợ ở trong cái uh, cái cái công nợ phải trả theo mẫu quản trị này cũng có này, các bạn vào phần báo cáo để có thể xem được cái 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 phần này nhé, các bạn có thể xem được cái phần uh, cụ thể phần này. Như vậy là chúng ta đã lập được cái chứng từ công nợ phải trả theo từng hóa đơn.